các cái dấu hiệu đáng báo động mà cần phải đi nội soi càng sớm càng tốt. Bác sĩ Trí Nhân xin kính chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là tầm soát ung thư sớm có được tiêu hóa. Đối với ung thư đại tràng thì các cái dấu hiệu đáng báo động mà cần phải đi nội soi càng sớm càng tốt, đó là thứ nhất, đi cầu nhiều lần trong ngày, hay còn gọi là thay đổi thói quen đi cầu. Thông thường thì một người đó họ đi cầu có thể là mỗi ngày một lần hoặc là vài ngày một lần, đó là bình thường của họ. Nhưng mà trong 1-2 tháng gần đây họ thay đổi cái số lượng đi cầu trong ngày, giả sử như đi cầu nhiều lần hơn hoặc đi cầu ít lần lại. Và thứ hai nữa là thay đổi về tính chất phân, có nghĩa là phân đi cầu sẽ thấy trong phân mình có dịch nhầy hoặc dịch nhớt hoặc là có máu lẫn trong phân. Ngoài ra triệu chứng có thể thường gặp nữa của một số nhóm bệnh nhân đó là triệu chứng đau bụng. Bệnh nhân thường xuyên đau quặn bụng ở trần, đau trần bụng dưới hoặc đau bụng dọc khung đại tràng, có nghĩa là đau ở vùng hố chậu trái hoặc hố chậu bên trái, hố chậu bên phải, hoặc đau bất kể vị trí nào nó không có cố định. Ngoài ra còn một triệu chứng nữa mà mình cần phải được quan tâm, đó là sụt cân không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân đột ngột trong 1-2 tháng gần đây sụt từ 5 tới 10 kg, có thể là 10, 15-20 kg không chừng, thì sụt cân rất là nhiều. Thì khi mà sụt cân nhiều mà không có nguyên nhân liên quan tới cái việc ăn uống, giảm cái chế độ ăn uống, thì cũng là một cái để mình cần phải tìm nguyên nhân ở đường tiêu hóa. Và mọi người cũng đừng quên theo dõi kênh TikTok của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích cho vấn đề chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của bản thân mình. Nhớ nhé mọi người.